tuổi mà nó thế. Tôi có 80. Hôm nọ đi đi Quảng Ninh như thế này quên. Cái này làm được mấy năm rồi bà? 3 năm rồi. Vâng. Ơi, ngôi nhà không gian đẹp quá. Chỉ được thế này thôi. Nhà này nó hơi tối. Thế thì hợp mà lại mặc đồ đâu này là rất là hợp với không gian.